Bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức kiểm tra và sửa đổi hệ thống tài khoản kết chuyển trong phần mềm kế toán và số liệu cuối kỳ. Đầu tiên thì tôi sẽ nói qua về nói qua về hệ thống tài khoản. À đây. Cái hệ thống tài khoản này thì các bạn biết là ở trong này đối với tài khoản 154 này, chúng ta nhìn thấy không? được phân tích rất rõ ràng ở đây là 1541, 1542 và 1542, 15411, 15412. Cái tài khoản thứ hai là tài khoản 621. 621 là dành cho các cái doanh nghiệp mà sản xuất sản phẩm và thi công công trình đối với những cái thông tư 200. Còn cái thông tư 133 thì các bạn biết là nó không có tài khoản này. thì các cái tài khoản này mục đích của tôi là tôi kiểm tra để nó chính xác 622 cũng phân tích cụ thể này các bạn nhìn thấy không? ở đây nó có sự lẫn lộn ở tài khoản 154 thì tôi mở thằng này ra thành hai tài khoản mở thằng cấp 1 này thằng này để mở ngược lại đúng không? ở đây chúng ta khai báo tài khoản ở đây 627 à để liên quan đến cái ông 627 này là, là khá là ngon các bạn nhìn thấy 627 ấy, thì thường là à, một cái doanh nghiệp bình thường là doanh nghiệp sản xuất này sản xuất có phần chi phí chung có phần chi phí chung ấy là 627 nó lại nó không cụ thể cho công đoạn nào nào ví dụ ở đây chúng ta phân tích ra 154 là nhiều công đoạn nhưng mà chúng ta lại có 627 thì chả biết của công đoạn nào đúng không nó chung cho tất cả công đoạn thế thì chúng ta sẽ phải phân bổ bộ tài khoản 627 vào các tài khoản con ờ, ở đây là tôi đang nói về cái chuyển chuyển số liệu cho doanh nghiệp sản xuất nha rồi thế thì có những cái sự khác biệt như thế ở đây thì chúng ta sẽ không đối với doanh nghiệp sản xuất này không khai báo ở phần này vì liên quan quan đến phân bổ tài khoản à, chúng ta sẽ khai báo một nơi khác nhé ở đây là khai báo cho doanh nghiệp sản xuất sản xuất xuất cụ thể từng uh, đối tượng tập hợp chi phí chi phí và đây chi phí đối tượng tập hợp chi phí này về thực chất là thành phẩm các bạn nhé thế ở đây các bạn nhìn thấy thế này thế chúng ta phải khai báo cái này cụ thể ví dụ như sáu chúng ta cũng tách ra thành từng cái à, từng cái công đoạn cụ thể rồi chúng ta tự bóc tách bên ngoài được thì chúng ta sẽ đưa vào đây đưa vào cái phần khai báo tài khoản cái chuyển này cái phần khai báo tài khoản cái chuyển này các bạn nhìn thấy không chúng ta sẽ phải sửa hết tất cả những cái tài khoản này nếu doanh nghiệp của chúng ta là doanh nghiệp liên quan đến sản xuất, đầu tiên chúng tôi muốn nói cho các bạn này. Ví dụ 621 của chúng ta là 621 đây. Thì các bạn cái chuyển này cái chuyển từ 621 1 621 1 về 1542. Ở đây tại vì sao tôi đánh như này vì bản chất là cái số liệu thứ tự tôi đánh là số 1 nhé ở đây từ tài khoản 621 tại vì tôi tách cụ thể là thằng này lại là công trình mà cái 154 ấy thì nó là 1542 mới là công trình cơ chứ không phải là 1541 vì là cái tổ chức cái tài khoản của chúng tôi là ở đây là nó 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 nó, nó không đồng bộ giữa cái tài khoản này bản thân các bạn thì các bạn phải biết là tổ chức làm sao mà ví dụ 6211 1, nó là công trình ở đây cũng phải là 1541 nó là công trình đúng không ở đây các bạn nhìn thấy này Chúng ta cái chuyển ở đây là cái chuyển bên nợ Có nghĩa là sẽ ghi nợ 154 và ghi có 621 Tức là cái bên cái chuyển là cái chuyển cái phần giá trị phát sinh nợ của tài khoản này Thế đối với những cái trường hợp mà những cái doanh nghiệp mà hy hi hữu xảy ra là Có kết chuyển cả lãi, à cả nợ cả có Tức là đồng thời có cả phần ghi giảm 621 nữa thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ sử dụng cái kết chuyển hai bên để đưa để về đến tài khoản 154 trong trường hợp bình thường các bạn cứ để nợ cái phần này là phần kết chuyển chi phí các bạn chọn ở đây là phần kết chuyển chi phí tại vì cái phần kết chuyển chi phí này nó chỉ hiện ra ở trong phần tính giá thành sản phẩm chứ nó không hiện ra ở trong cái phần kết chuyển lãi lỗ là trong cái phần kết chuyển lãi lỗ là nó ở phần tổng hợp và chúng ta kết chuyển lãi lỗ cuối kỳ sau khi đã làm hết giá thành rồi chúng ta lưu các bạn nhìn thấy này và chúng ta sẽ phải thêm tiếp cái gì sáu hai một hai một về đến 15412 đấy đây là số 1 tiếp đi chúng ta cho nó về một lũ nó gần gần nhau ở đây là sáu hai một hai một đây phải cụ thể từng tài khoản chi tiết cho các bạn nhá một năm bốn hai đấy lý do như thế này để nói ra là cho các bạn biết là nó phải có sự linh hoạt ở trong này các bạn phải tự làm những cái này và lần lượt như thế các bạn khai báo hết tất cả các tài khoản cái cái này các bạn xóa đi nhá cái này các bạn xóa đi rồi là tiếp tỷ 621, 62122 rồi thế đối với cái tài khoản 622 cũng thế 627 cũng thế các bạn đã bóc tách rồi các bạn xóa hết những cái này đi và các bạn khai báo lại còn cái phần tài khoản cái chuyển này cái tài khoản trên này không có gì thay đổi các bạn cứ để nguyên nhá các bạn cứ để nguyên cái phần lãi lỗ này à, ở đây có cái thì khai báo trường hợp là khai báo cái chuyển hai bên là vì có những cái trường hợp là có thể nó dư ngược lại trong cái trường hợp mà có những sự điều chỉnh điều chỉnh doanh thu thu chẳng hạn trong một quý tháng sau không có doanh thu à, thế cái tháng trước thì bị điều chỉnh giảm doanh thu thì nó rõ ràng nó không 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 thể nằm bên có 511 đúng không à, cũng có thể là nói như thế thì cũng có thể nhiều người mà đang à, ít kinh nghiệm về làm kế toán thì thấy bảo ông này vô lý ông này sao lại bảo doanh thu lại phải lại dư nợ thực về bản chất trong thực tế thì vẫn có những cái trường hợp điều chỉnh như thế tôi nói rõ để các bạn biết và các cái tài khoản chi phí này cũng thế rồi